Thưa quý vị, tối qua ngày 14 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Sở Giáo dục Đào tạo, Y tế, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh sinh viên do dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đến hết tháng 2 năm 2020. Văn bản trên cũng cho biết Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép học sinh sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020. Đồng thời thành phố dự định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, học kỳ 2 sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020 để hoàn tất nội dung của chương trình.